Tăng Chí Vĩ, ngôi sao xã hội đen, một tay thao túng làng giải trí và loạt bê bối chấn động. Chỉ sở hữu một vài vai diễn phụ, thế nhưng Tăng Chí Vĩ nghiễm nhiên trở thành ông trùm làng giải trí mà ai cũng phải kiêng dè. Sự quyền lực của nam tài tử đi kèm với đó là loạt bê bối chấn động khiến cái tên Tăng Chí Vĩ chỉ cần được nhắc tới là khiến người ta phải sợ hãi. Vì ngoại hình béo lùn nên Tăng Chí Vĩ thường diễn các vai phụ hài hước trong phim Hồng Kông. Khi mới lập nghiệp, ông nổi danh nhờ phim hài Ngũ Phúc Tinh đóng cùng bộ ba Hồng Kim Bảo, Thành Long, Nguyên Bưu. Năm 2002, Tăng Chí Vĩ lại gây tiếng vang với vai xã hội đen Hồng Sâm trong phim Vô Gian Đạo. Tuy chỉ là diễn viên chuyên đóng vai phụ, nhưng Tăng Chí Vĩ lại cực kỳ có vai vế trong làng giải trí Hồng Kông. Đằng sau quyền lực đáng nể của nam diễn viên này chính là người cha trùm xã hội đen của ông. Cha Tăng Chí Vĩ là Tăng Khởi Vinh, từng giữ chức giám đốc Sở Cảnh sát Quân phục Hồng Kông. Dư luận Hồng Kông đồn đại rằng, ông Tăng Khởi Vinh không chỉ là một giám đốc cảnh sát bình thường, mà còn là người có quan hệ với cả giới chính trị gia lẫn xã hội đen. Dưới vỏ bọc cảnh sát, Tăng Khởi Vinh là một trùm xã hội đen thứ thiệt, quyền lực không thua kém Hướng Hoa Cường. Năm 1976, đường dây của Tăng Khởi Vinh bị phanh phui, ông bị cảnh sát Hồng Kông truy nã vì tội tham ô. Tăng Khởi Vinh phải chạy trốn sang Đài Loan để không bị dẫn độ. Tăng Khởi Vinh định cư tại Đài Loan đến khi qua đời vì bệnh tật năm 2011, khi đó ông đã 94 tuổi. Chính vì có bố là trùm xã hội đen nên dù diễn xuất không mấy nổi bật, nhưng Tăng Chí Vĩ vẫn dễ dàng có được địa vị cao trong làng giải trí Hồng Kông. Người trong nghề còn truyền lại một câu nói về Tăng Chí Vĩ rằng, Tăng Chí Vĩ nói một thì Thành Long hay Lưu Đức Hoa cũng không dám nói hai. Không thành công với vai trò diễn viên, nhưng nhờ có mối quan hệ lâu năm với xã hội đen, nên Tăng Chí Vĩ đã trở thành ông trùm TVB. Hầu hết những quyết định của đài truyền hình số 1 Hồng Kông đều phải thông qua ông. Nếu Tăng Chí Vĩ đã không đồng tình, thì không ai dám làm trái. Bạn thân của Tăng Chí Vĩ là các sao hàng đầu như Thành Long, Hồng Kim Bảo, Mai Diễm Phương, Tứ Đại Thiên Vương Hồng Kông. Tiếng nói trong làng giải trí của Tăng Chí Vĩ rất có sức nặng. Thành Long từng có xích mích với Hoa hậu Hồng Kông Viên Vịnh Nghi trong suốt 22 năm và nhiều lần ra mặt chèn ép người đẹp. Tháng 8 năm 2017, trong một bữa tiệc do Tăng Chí Vĩ tổ chức, Thành Long vì nể mặt Tăng Chí Vĩ nên mới chịu công khai giảng hòa, xóa bỏ mối hiềm khích lâu nay với Viên Vịnh Nghi. Scandal khiến tên tuổi Tăng Chí Vĩ bị ảnh hưởng khi chính Lam Khiết Anh lên tiếng tố ông từng xâm phạm thân thể cô, khiến ngọc nữ màn ảnh rơi vào trầm cảm, cuộc sống bế tắc. Khi Lam Khiết Anh qua đời năm 2018, dư luận không tiếc lời chửi rủa Tăng Chí Vĩ, dù ông phủ nhận tất cả và tổ chức họp báo tuyên bố bản thân vô tội. Tin đồn giữa tôi và Lam Khiết Anh là hoàn toàn bịa đặt, tôn trọng phụ nữ là nguyên tắc suốt cuộc đời tôi. Tôi sẵn sàng phối hợp trong mọi cuộc điều tra. Tôi cũng sẽ dùng pháp luật để khôi phục lại danh tiếng của tôi, Tăng Chí Vĩ tuyên bố trong buổi họp báo. Ông khẳng định bản thân vô tội, đồng thời cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Dù vậy đến nay đã nhiều năm tính từ ngày Lam Khiết Anh qua đời, vẫn chưa có phiên tòa xét xử nào diễn ra. Dù đã trải qua nhiều cuộc hôn nhân, song Tăng Chí Vĩ vẫn mê mẩn nhiều cô gái trẻ. Mỗi lần xuất hiện trên sóng truyền hình, ngôi sao gạo cội như mụ mị trước các cô gái đẹp. Ông từng bị chỉ trích khi nhìn chằm chằm vào một nghệ sĩ đàn em, cố tình tìm cách đụng chạm ngay trước ống kính. Con gái Tăng Chí Vĩ cũng thừa nhận, cha là người có sở thích quái đản, thích không mặc đồ và chơi đùa với các cô gái đẹp. Không chỉ có sở thích đụng chạm gái đẹp, Tăng Chí Vĩ còn bị khui lại việc xâm phạm thân thể bạn diễn nữ là Dư Thiến Văn trước ống kính trong quá khứ. Theo truyền thông Hồng Kông, thời điểm quay phim có phân cảnh nhạy cảm với một phụ nữ, song ekip không ngờ Tăng Chí Vĩ lại dám giở trò ngay trước ống kính. Dư Thiến Văn lúc đó đã khóc lớn, van nài, nhưng đoàn phim chỉ nghĩ nữ diễn viên đang diễn. Cho đến khi ống kính quay cận cảnh, tất cả mọi người mới sững sờ choáng váng và chạy đến giúp cô. Khi bị hỏi về sự việc này, Tăng Chí Vĩ thản nhiên cho biết, tôi chỉ muốn cảnh quay đạt hiệu quả cao. Trước đó tôi cũng bàn bạc với Dư Thiến Văn, nhưng không hiểu sao đến lúc quay cô ấy lại la hét. Tháng 10 năm 2022, Tăng Chí Vĩ đang gây bàn tán xôn xao với video hôn môi nữ người mẫu kém nhiều tuổi. Trước làn sóng chỉ trích, ông trùm TVB khẳng định hành động đó chỉ là phép xã giao và không hề quen biết cô gái kia từ trước. Tháng 7 năm 2021, Tăng Chí Vĩ tiếp tục gây phẫn nộ khi vẫn được TVB tôn trọng sau nhiều cáo buộc với nghệ sĩ nữ. HK01 đưa tin sự trở lại của TVB của Tăng Chí Vĩ và Vương Tổ Lam trong các vị trí lãnh đạo cấp cao khiến nội bộ ban lãnh đạo nhà đài Hồng Kông xáo trộn. Tăng Chí Vĩ hiện giữ chức phó tổng giám đốc phụ trách lập kế hoạch và sản xuất các chương trình truyền hình. Ngôi sao 68 tuổi quản lý mảng truyền hình, thực tế và âm nhạc. Tuy nhiên, theo HK01, nam diễn viên đang cho thấy sự vượt quyền, nhúng tay sâu vào trên dưới hoạt động của TVB ở mảng phim truyền hình và cả về mặt nhân sự. Theo HK01, câu chuyện Tăng Chí Vĩ dùng quyền lực thao túng showbiz là chuyện không mới. Ngày nam diễn viên ngồi trên ghế lãnh đạo, Trần Chí Vân, cựu tổng giám đốc TVB, đã dự báo về cuộc diện đấu đá trong nội bộ. Kịch bản về một cuộc nội chiến ngầm trong TVB sẽ xảy ra nếu Tăng Chí Vĩ không biết tiết chế. Trần Chí Vân cảnh báo, chưa đầy một tháng Tăng Chí Vĩ nhậm chức đã có hai lãnh đạo cấp cao TVB bị thay đổi chức vụ. Theo HK01, sự trở lại TVB của Tăng Chí Vĩ tính đến hiện tại mang đến cả tín hiệu tích cực lẫn tiêu cực. Tuy nhiên, công chúng vẫn còn đó không ít lo ngại rằng nhà đài sẽ dính vào loạt tai tiếng và vết nhơ vì quá khứ đen của ông.
Tăng Chí Vĩ được xếp vào hàng đại ca lão đại của giới nghệ thuật Hoa ngữ. Tại Trung Quốc, số người được gọi kính trọng với danh xưng lão đại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông được xem là ông trùm ở cả hai lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình. Vị trí và tầm ảnh hưởng trong xã đoàn của Tăng xếp ngang hàng với Thành Long, Hồng Kim Bảo. Quan hệ rộng, quyền lực là có tài, nhưng Tăng Chí Vĩ vẫn bị xem là vết nhơ của ngành giải trí xứ Cảng Thơm. Số đông khán giả cho rằng với những lùm xùm kiện cáo về tư cách đạo đức, nam diễn viên không xứng đáng ngồi vào vị trí phó tổng giám đốc. Đứng trước làn sóng phẫn nộ chỉ trích dữ dội từ công chúng, Tăng Chí Vĩ vẫn sống ung dung, hoạt động nghệ thuật như chưa từng có việc gì xảy ra.